Xin chúng ta cùng đứng lên. Loài người chúng ta luôn luôn thay đổi, nhưng Chúa là đấng thành tín, Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Bài thơ trong Thi Thiên, bởi vì ông là một người thích hát ca ngợi Chúa. Xin chúng ta cũng giống như David, luôn luôn hát ca ngợi Chúa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như David xưa. Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa nhân từ, tôi hát lên giống như David xưa. Tôi sẽ hát tôi lời ca, hát ca ngợi Chúa tôi yêu kính. Tôi sẽ hát tôi lời ca,
Amen. Hãy hát sướng như David, múa hát trước mặt Chúa mà không ngại gì hết. Ngài hằng ban cho tôi ơn phước không thể nói nên lời, tôi hát lên giống như David xưa. Được bình an trong tay Thiên Chúa đến ngày Chúa rất dịu, tôi hát lên giống như David xưa. I will sing, I will sing, I will sing like David said. I will sing, I will sing, I will sing like David said. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will pray, I will pray, I will pray like David prayed. I will pray, I will praise, I will praise like David prayed. Amen. Cảm ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi. Giờ này Chúa đã cho anh chị em chúng con được đến đây cùng nhau thờ phượng, cùng nhau hát tôn vinh Ngài. Nguyện chúng khi chúng con còn trên đất này, chúng con nguyện mãi tôn vinh Chúa. Chúa ơi, xin Ngài vẫn cũng ở cùng ban ơn phước, Đức Thánh Linh Ngài cũng ở cùng ban ơn phước cho lời ca ngợi của chúng con cũng như lời dâng hiến của chúng con. Nguyện xin Ngài cũng ở cùng trên môi miệng của mục sư Tạ Huy Trường trong lời chia sẻ, cũng như ở cùng mở tấm lòng của mỗi anh em chúng con, để chúng con có thể nghe thấy tiếng Ngài và vâng theo Ngài, cũng như sử dụng điều đó cho mỗi ngày chúng con, để chúng con có thể chiêm nghiệm được lời của Chúa trong đời sống của mỗi chúng con. Xin Ngài cũng tiếp tục ở cùng chân anh chị em nào đang trên đường đến đây cũng đến để cùng nhau kịp và thờ phượng với chúng con. Xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng với những tiết mục thì giờ còn lại trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Xin dâng lên cho Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta đồng ngồi. Good morning tất cả các anh chị em con cái của Chúa có mặt trong nhà cha mình buổi sáng hôm nay. Một tuần lễ qua thiệt là mướt mồ hôi, phải không ạ? Rất là ít khi mà Seattle lại có nguyên một tuần lễ dài mà nóng như vậy. Nhưng mà nhiều khi mình nếu mà bị hơi bị cám dỗ là than phiền đó, thì mình phải nói là nhớ lại. Có nhiều ngày lạnh lắm, phải không? Thành ra thôi, không có than phiền. Thành ra chúng ta cứ thuận theo những gì mà Chúa đưa đến cho đời sống của chúng ta, phải không ạ? Dù là có những lúc thế này thế kia, nhưng mà chúng ta luôn tạ ơn Chúa, giống như lời hát mà tất cả các bạn đã hát, thì sự thành tín của Ngài lại lớn lắm và tươi mới luôn mỗi buổi sáng. Các anh chị em, chúng ta trong tuần qua chúng ta nhận được cái lời khích lệ của mục sư Trường nhắc chúng ta nhớ đến Chúa trong mọi sự. Thì ngay lúc đó mình rất là cảm xúc và mình đang nghĩ nguyện xin Chúa là ý tưởng đầu tiên của con mỗi sáng thức dậy, và cũng là ý tưởng cuối cùng của con trước khi thiếp vào giấc ngủ. Vì như vậy là chúng ta biết rằng trọn cái thời gian sống của chúng ta sống với Chúa, với Thánh Linh Chúa luôn đi cùng chúng ta. Hội Thánh Gia đình Việt Nam tại Seattle cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các anh chị em ở xa, nhưng luôn theo dõi và chia sẻ những chương trình thờ phượng của Hội Thánh chúng ta tại đây.
và mình ngẫm nghĩ, mình tạ ơn Chúa rằng Chúa còn sử dụng Hội Thánh ở đây, có những chương trình liên tục mỗi tuần để đem lại một nguồn thức ăn tâm linh cho các anh chị em ở xa. Và cái điều đó là cái phước hạnh rất là lớn của Hội Thánh Seattle, nên xin được trân trọng và rất là cảm ơn sự theo dõi của tất cả anh chị em mình ở khắp mọi nơi. Và có những người dù có thể không có mặt ở trong nhà thờ, nhưng mà mình cũng thấy rằng những thân thiếu của chúng ta cũng theo dõi, cũng có những comment này kia. Và chúng ta nhớ đến cô Na, dù là không biết là Na có đang theo dõi không, nhưng Na ơi, cả Hội Thánh rất là nhớ Na và mong được gặp lại sớm nhất nha. Giờ phút này không biết anh chị em chúng ta trong tuần lễ vừa qua hay có điều gì chúng ta muốn chia sẻ, hay là chúng ta tạ ơn hay ngợi khen Chúa, thì đây là thời giờ của chúng ta. Thấy cô Jenny có hơi cử động phải không? Dạ. Vậy chắc chắc mời cô Jenny á. Thôi là giờ là chị lại quên em rồi. Đâu có đâu, tính quen ngang mà nhìn có ai muốn lên không ơi. Just kidding. Dạ, xin chào tất cả các quý anh chị em trong tình yêu của Chúa. Chúa nhắc nhở mình để lên chia sẻ một điều này là mình thấy trong tuần qua và các tuần lễ trước á, mình đi travel rất là nhiều và làm những cái việc riêng của mình, nhưng mà mình được Chúa thôi thúc thì khi mà đi đâu gặp các anh chị em nào có dịp gì, bất kể khi nào có việc, mình đều cảm tạ Chúa trước mặt họ vì những ơn phước Chúa ban cho mình. Tức là cái testimony đó, khi mình thấy Chúa hiện hữu trong đời sống của mình mỗi ngày, Chúa làm cho mình mỗi ngày, thì mình cứ lớn tiếng để mà mình nhắc lại những điều đó cho bản thân mình và cho tất cả các anh chị em mình. Và cái điều đó mình thấy nó không hề khó làm tí nào cả. Bất kỳ cái gì chúng ta cũng có thể đem Chúa ra. Vì khi mà mình đưa Chúa vào cuộc đời sống của mình á, thì cũng giống như là cha mẹ, anh chị em, bạn bè mình, tại sao mình không thể mình nhắc được những người đó, thì tại sao chúng ta không nhắc được Chúa đến với tất cả các anh chị em. Thì mình thấy cái điều đó đó nó rất là hữu hiệu, vì không những nó tốt cho mình nhưng mà nó dậy lên cái sự tò mò của những người xung quanh, anh chị em của mình. Vì họ cứ nghĩ à, cô hay quá, cô làm được cái này kia, hoặc là ô cô hên quá, ví dụ vậy. Hay là bất kỳ cái gì thì mình đều đưa những vinh hiển đó về cho Chúa. Mình nói không có, cái này cô không làm được, cái này chỉ có Chúa mới làm được thôi. Hoặc là ô Chúa giúp tôi điều này, Chúa giúp tôi điều kia. Thành ra đó là con cho nhạc nhỏ xin xíu xíu, thank you con. Đó, thì mà cho cái microphone cô cướp việc to lên. So, mình thấy cái điều đó rất là hữu hiệu các anh chị em. Chúng ta cứ sống và đưa Chúa vào đời sống của chúng ta rất là tự nhiên, như là hơi thở, như là việc làm, như là ăn cơm, như là những con đường chúng ta phải đi, những người chúng ta phải gặp, cứ là như vậy thôi. Đưa Chúa vào đời sống rất là rõ ràng, vì Chúa đã đến với chúng ta, Chúa rất là hiển hiện, thì Chúa cũng nên hiển hiện qua cái lời nói của chúng ta, qua đời sống của chúng ta, qua việc làm, qua suy nghĩ, qua hành động. Thì bất kỳ cái gì trong một cái conversation, trong một cái gì đó, chúng ta sẽ, điều đó đó là không phải là chúng ta phải làm cái gì quá to tát để mà sống chứng nhân, để mà đi làm chứng cho Chúa, để mà carry cái mission. Chỉ cần chúng ta đem Chúa trong cái đời sống mỗi ngày, trong một cái conversation, trong một cái mẫu chuyện, trong một cái câu chuyện tâm tình mỗi ngày, là cũng là làm chứng cho Chúa rồi. Đó, cho nên là mình thấy đó, nó rất là dễ dàng điều đó. Mình làm cái điều đó càng ngày càng dễ. Và cái chuyến đi vừa rồi của mình đó, là thực sự mình trong một cái bàn ngồi ăn hay bất kỳ một cái hoàn cảnh gì, bất kỳ cái gì ở đâu, mình cũng có thể nói được, và chính họ phải suy nghĩ.
những người bạn xung quanh mình phải suy nghĩ, hoặc là nhắc nhở họ, ồ, vậy là có thiệt như vậy hay không? Thì sẽ đưa đến những cái câu hỏi kế tiếp, đó là cái lời chào mời ban đầu để chúng ta nói, anh chị muốn biết thêm về Chúa, đây nè, nghe cái YouTube này nè. Chúng ta sử dụng cái YouTube của Hội Thánh, chúng ta có quá nhiều bài giảng trong đó, có quá nhiều bài học Kinh Thánh trong đó. Cho nên cái chuyện đó mời gọi và đem lời Chúa đến cho đời sống của các anh chị em chúng ta chung quanh rất là dễ dàng, chỉ có vậy thôi. Dạ, tạ ơn Chúa. Amen, tạ ơn Chúa. Cô Ginny nói điều này để nhắc cho mình một cái câu chuyện. Trong tuần mình có dịp đi gặp một người bạn cũng lâu rồi không gặp. Thì cô bạn này là sắp dọn đi Cali. Thì cô bán nhà. Và cô là cái người giống như là Phật tử từ trước đến đây đó. Thì cô biết mình là Cơ Đốc nhân, thì cô mới chia sẻ chuyện này các anh chị em. Mà mình nghe mình thấy rất là cảm động, mà mình biết rằng những cái gì chúng ta gieo đó các anh chị em, nó lớn lớn từ từ. Cô mới nói là như vậy. Cô nói là ồ mà Hạnh ơi, lạ lắm. Tâm tin đó là có cái sự sắp xếp. Tại vì không biết tại sao mà cái người coi như là môi giới bán nhà của cô là ai anh chị em biết không? Trina Tuyết. Và cô, khi cô Trina đó lên bảng bán nhà đó, thì nói với Tâm á, là bây giờ chúng ta đã làm được hết những gì chúng ta cần làm rồi, bây giờ mình cầu nguyện đi chị. Thì cô Trina đã sống đức tin như vậy. Và cái đó cũng là một cái làm chứng rất là tốt. Và coi như là mọi chuyện bán nhà được suôn sẻ. Thì mình thấy rằng nếu mỗi người chúng ta cứ trung tín như vậy đó, làm chứng từng chuyện nhỏ, cái chuyện công việc hàng ngày của mình cũng vậy. Mình đi thăm bệnh nhân đó các anh chị em, mà nhất là những người lớn tuổi, những người trong hospice care, tức là cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Thì hồi trước mình không làm, nhưng mà bây giờ đó mình luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện cho người đó, và cầu nguyện là mình làm được gì khi mình có mặt ở đó. Thì mình thấy Chúa làm nhiều việc diệu kỳ. Thành ra chúng ta nhớ đem Chúa vào từng cái công việc hàng ngày của mình, với từng người mình tiếp xúc, giống như là lúc nãy cô Ginny chia sẻ. Chúng ta tạ ơn Chúa ha. Chúa diệu kỳ lắm. Và chúng ta khi mà học công vụ những tuần này đó các anh chị em, mình lại càng được cái xác tín rằng đây là thời đại sau cùng. Đây là thời đại mà Thánh Linh đang đổ tràn xuống trên tất cả chúng ta trên đất này. Thành ra chúng ta cần lợi dụng những cái điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta thờ phượng cũng là theo mẫu mực của Hội Thánh đầu tiên, vì sự thờ phượng sẽ bắt đầu cho tất cả mọi sự, phải không ạ? Giờ phút này xin tất cả chúng ta cùng quỳ gối, chúng ta đọc lời cầu nguyện chung, và sau đó mình xin được dâng lời cầu nguyện cho những nhu cầu của Hội Thánh chúng ta cũng như những người thân chung quanh. Xin tụi con cho slide. Rồi xin chúng ta cùng đọc. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Lạy Cha yêu thương của chúng con tạ ơn Cha vì chúng con còn có phước hạnh này. Chúng con còn được sự khỏe mạnh về thể xác, cũng như có mọi phương tiện để đến đây trong nhà Cha thờ phượng Ngài. Cha ơi, chúng con chỉ muốn ở trong đền Ngài cho đến hết trọn cuộc đời của chúng con. Vì
1.000 ngày ở các nơi khác không bằng những giây phút này, cha ơi. Chúng con biết chắc điều đó, vì chúng con biết rằng chỉ có ở đây, chỉ có sự thờ phượng, chỉ có sự kết nối của chúng con với Ngài, mà chúng con mới có thể sống và chúng con có thể nhận được linh năng của Chúa để làm tròn phận sự cha giao cho mỗi chúng con ở trên đất này. Lạy cha yêu thương, chúng con tạ ơn Ngài, ban ơn rời rộng trên tất cả gia đình chúng con và trong mọi công việc chúng con làm. Và xin ơn cha tiếp tục để cho chúng con làm những chứng nhân sống cho Ngài trước mặt mọi người qua từng việc làm của chúng con ở khắp mọi nơi, trong từng lời nói, trong từng những hành động của chúng con. Xin dùng chúng con là cánh tay của Ngài để nâng đỡ những người mệt mỏi ngã lòng. Xin ơn cha cũng ban ơn soi sáng cho hội thánh chúng con, để chúng con tìm đến được, chúng con biết được những hoàn cảnh nào đang cần sự trợ giúp, đang cần ơn của cha, thì chúng con mở rộng lòng để chúng con cũng giúp anh em mình trong mọi khả năng mình có thể, giống như hương mẫu của hội thánh đầu tiên. Lạy cha ơi, xin tiếp tục ơn cha tiếp tục cho chúng con siêng năng học lời Ngài, cho chúng con chuyên cần để chúng con chia sẻ với nhau, để chúng con cùng sống, cùng lớn lên càng ngày càng hơn trong ân điển cũng như trong sự hiểu biết về cha. Chúng con chỉ biết tạ ơn Ngài. Lạy cha yêu thương, chúng con cũng đến đây với tấm lòng thành và đem lên, dâng lên Ngài những lễ vật mà chính cha đã ban cho chúng con. Xin cha dùng những lễ vật chúng con đem đến dưới bề trên Ngài để làm tốt lành cho công việc Ngài trên đất này, để mở rộng vương quốc Ngài khắp mọi nơi, cha ơi. Hết thảy chúng con tin nơi năng quyền của Ngài, tin nơi tình yêu của Ngài và tin tuyệt đối vào ơn cứu chuộc của cha. Hết thảy chúng con hiệp nguyện, tạ ơn và cầu xin trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ ơn cha. Xin tất cả chúng ta cùng ngồi. Và giờ phút này, Thùy Trang sẽ có một bài hát dâng lên cho Chúa, diễn tả cho chúng ta biết miền vinh hiển là như thế nào. Yeah.
Xin chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là cái phân đoạn kinh thánh khá dài, cho nên là tôi xin với cô Cúc là thôi để mục sư đọc rồi mục sư giảng luôn. Nói chứ khi mình giảng, mình đọc cái đoạn kinh thánh của mình, nó cũng có cái lợi là mình theo dõi được một lần nữa, như là mình biết cái chỗ nào mình cần nhấn mạnh. Chúng ta cùng theo dõi. Đây là một cái phân đoạn kinh thánh khá dài, nhưng mà mục sư quyết định là phải đọc hết nguyên một cái đoạn đó để chúng ta có thể nắm được trọn cái câu chuyện. Có một người đau, văn đoạn 11 từ câu 1 đến câu 45. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lao chân Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, này kẻ yêu, ngài kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giê-xu vừa nghe lời đó bèn phán rằng: Bệnh này không chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Và Đức Chúa Giê-xu yêu Ma-thê, yêu em người và Lazaro. Khi ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi ngài đương ở. Rồi đó ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trong ban ngày há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp vì thấy sự sáng của thế gian này, nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy rồi tiếp rằng: Lazaro bạn ta đương ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu mà người ngủ chắc sẽ được lành. Vả Đức Chúa Giê-xu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazaro. Xong môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giê-xu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazaro chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin. Nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó, Thomas gọi là Didim nói với môn đồ khác rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giê-xu đến nơi, thấy đã chôn Lazaro trong mộ 4 ngày rồi. Vả thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 estader. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh mình chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giê-xu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, chắc Đức Chúa Trời ắt sẽ ban cho. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia đương gọi em. Mary vừa nghe mấy lời vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Mary và yên ủi người, thấy người đứng dậy đi ra vội vã như vậy thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Mary lúc đã tới nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giê-xu thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giê-xu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu Lazaro là dường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giê-xu lại đau lòng nữa,
bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng, lại Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy họ lăn hòn đá. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng, thưa cha, tôi tạ ơn cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng, hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng, hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giuđa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pharisee, mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài làm giáo sư lớn dạy dỗ chúng con, cho người giảng, người nghe, chúng con nghe và học được lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa cất đi những sự mệt mỏi, Chúa cất đi những sự nóng nực, Chúa cất đi những sự phân tâm, và Ngài cho chúng con nghe được tiếng của Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Quý ông bà, anh chị em, đây là cái sứ điệp kỷ niệm của chúng ta. Nếu mà quý vị nhớ thì mục sư lần đầu tiên đến với hội thánh là đến với sứ điệp này. Và mục sư đến với cái sứ điệp này với một cái đề tài gọi là đức tin hành động, để chúng ta thấy được rằng ở trong đây có nhiều cái cung bậc của đức tin được bày tỏ trong cái câu chuyện này. Chúng ta thấy đức tin để họ đem những năng đề đến với Chúa. Chúng ta thấy là đức tin là để họ tin tưởng vào cái tiến trình mà Chúa làm việc, chứ không phải chỉ là cái kết quả. Tin vào cái thời điểm của Chúa, việc xảy ra theo ý mình hay không theo ý mình vẫn tin nơi Chúa. Mình có thể có những cái cảm xúc, có những cái khó khăn ở trong cuộc đời của mình, nhưng mà mình vẫn quyết tâm thờ phượng Chúa. Mình tin Chúa đủ để mình chỉ cho Chúa biết những cái khó khăn của mình nó bắt đầu từ ở chỗ nào. Mình tin Chúa đủ để hợp tác với Chúa để làm công việc của Ngài. Nhưng mà hôm nay mục sư trở lại với cái sứ điệp này lại là kết thúc của cái loạt bài gọi là 7 cái dấu hiệu ở trong sách Giăng. Đây là 7 cái dấu hiệu để chứng tỏ Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta đi nhanh qua những cái điều mà chúng ta đã học, để chúng ta thấy rằng 7 điều mà Chúa muốn bày tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời ở tại thế gian, ở trong sách Giăng chép là cái gì. Đầu tiên chúng ta thấy Chúa cho chúng ta rằng Chúa là đấng đem đến cái niềm vui, phải không? Ngài là đấng quá nước thành rượu. Và Ngài muốn rằng chúng ta có cái niềm tin, bất cứ Chúa nói điều gì thì hãy làm đúng như vậy. Chúng ta mời Chúa vào trong năng đề của mình và chúng ta làm theo những gì Chúa hướng dẫn mình, và chúng ta kinh nghiệm được cái sự ngọt ngào, cái sự phước hạnh đến ở trong gia đình của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái phép lạ thứ hai mà chúng ta học đó là chữa lành cho con trai của quan thị vệ. Để chúng ta thấy rằng có những lúc chúng ta mong muốn một cái phép lạ của Chúa, nhưng mà chúng ta muốn trong cách của mình. Nhưng mà Chúa nói với cái người quan đó rằng, ta không có đến nhưng mà ngươi hãy đi. Và khi có cái niềm tin thì Chúa đã ban cái phép lạ. Chúng ta học được bài học của người bại ở tại hồ Bethesda, để chúng ta thấy đó là cái hình ảnh của hội thánh của Đức Chúa Trời. Là nơi đó là những nơi của con người bại liệt đến đó, nhưng mà nếu mà có cái niềm tin nơi Chúa, và Chúa muốn chúng ta phải đứng dậy. Chúng ta không có đổ lỗi cho người khác, phải vực dậy. Chúng ta học câu chuyện Chúa đã nuôi 5.000 người. Rồi chúng ta học câu chuyện Chúa đi bộ ở trên mặt biển, để thấy rằng có những lúc chúng ta thấy như là sóng gió quá lớn, chúng ta không thể đi tới được, nhưng mà Chúa tới với chúng ta được. Phải không? Chúng ta không thấy nhưng mà Chúa thấy, chúng ta kêu than nhưng mà Chúa cầu nguyện. Và tuần vừa rồi thì chúng ta học với nhau về Chúa chữa lành cho người mù. Và Chúa cho chúng ta thấy là Chúa có thể mở mắt ra cho chúng ta thấy được rõ hơn.
Như vậy thì chúng ta thấy Chúa làm nhiều phép lạ và Ngài đụng chạm tới nhiều cái góc độ trong đời sống của chúng ta. Từ ở trong gia đình, từ cái sự tiếp trợ, nan đề từ bên trong chúng ta, khái niệm về tầm nhìn của chúng ta, những sự bại liệt trong cơ thể của chúng ta, Chúa đều đã đụng chạm đến. Nhưng mà cái bài học cuối cùng có thể nói là đỉnh cao của tất cả các phép lạ đó là bởi vì trong cái phép lạ này Chúa làm không phải chỉ cho chúng ta với những nhu cầu đời thường ở trong đời này, nhưng mà để hướng cho chúng ta đến cõi đời đời. Là bởi vì cái nỗi sợ hãi nhất của con người, chúng ta không phải chỉ sợ đói, chúng ta không phải chỉ sợ lạnh, chúng ta không phải chỉ sợ khổ, nhưng mà tại vì tất cả những cái đó có thể dẫn đến cái chỗ chết. Cái sợ lớn nhất của con người là cái sợ chết. Và Chúa đã đến để giải quyết cái nan đề đó. Tội lỗi đem sự chết vào trong thế gian, và Chúa chết để đem chúng ta ra khỏi sự chết đó mà được sự sống. Cho nên là chúng ta học với nhau về cái việc mà Chúa Giê-xu cứu cho Lazarus sống lại. Ở trong đây có một cái câu cực kỳ quan trọng, đó là Chúa Giê-xu nói là ta là sự sống lại và sự sống. Nếu ai tin ta mà chết thì sẽ được sống lại, còn ai còn sống thì sẽ không chết. Cái câu này rất là quan trọng, nó là cái tính thần học căn bản hay là đỉnh cao của Cơ Đốc nhân. Là tại vì nếu như mà chúng ta không tin vào sự sống lại của Chúa thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nếu mà mình bỏ quá nhiều thì giờ, mình bỏ bao nhiêu công sức đi thờ phượng Chúa, mình có bao nhiêu niềm tin mà cuối cùng mình chết cũng nằm xuống y như người ta, không có sự sống lại, thì chúng ta thấy rằng chúng ta là người khốn nạn. Nhưng mà một sự đặt cái câu hỏi là tại sao Chúa không chọn nói cái câu đó khi mà Chúa chết và sống lại? Phải không? Khi mà Chúa chết và Chúa sống lại, cho nên là ta là sự sống lại và sự sống. Thì rõ ràng Chúa vừa mới từ cõi chết sống lại. Nhưng mà tại sao Chúa không nói như vậy? Tôi tin rằng á, Chúa dùng hay là Chúa cố tình công bố cái lẽ thật về sự sống lại của Chúa trong sự sống lại của Lazarus, chứ không phải sự sống lại của chính Ngài, là để chúng ta có thể liên hệ với sự chết và sự sống lại của Ngài. Tại vì nếu như mà Chúa sống lại, Chúa nói là ta là sự sống lại và sự sống, thì mình nói à, đúng rồi, Chúa mà, Chúa là trời mà, phải không, Chúa sống lại được, còn con là người mà, làm sao mà con làm được cái chuyện đó. Nhưng mà Chúa nói không, Lazarus là một con người như chúng ta, có năng đời như chúng ta mà sống lại được, thì chúng ta có niềm tin chắc chắn là chúng ta sống lại được. Lazarus giống như quý vị đi Costco ngày xưa mà có sample, phải không? Mình vô mình ăn sample để cho mình biết là những cái phần sau là mình nó cũng sẽ được ngon như vậy đó, phải không? Cho nên là Chúa cho mình nếm được cái kinh nghiệm, một cái hiểu biết, một cái lẽ thật về sự sống lại của Chúa ở trong thế gian này, để mình tin và có sự bình an là mình được sự sống đời đời. Và cái đó là cái đỉnh cao. Mục sư sẽ học với bạn chị em bốn điều ở trong cái câu chuyện này. Mục sư nói lượt qua rồi sau đó thì chúng ta sẽ học. Cái thứ nhất là tín hữu thì có nan đề, nhưng mà Chúa thì có giải pháp. Cái thứ hai, tín hữu thì có chờ đợi, nhưng mà Chúa thì có thời điểm của Ngài. Cái thứ ba, tín hữu thì có kế hoạch, nhưng mà Chúa thì có mục đích của Ngài. Và cái thứ tư là tín hữu có thể từ chối, nhưng mà Chúa thì muốn cộng tác với Ngài. Thứ nhất là tín hữu có nan đề, nhưng mà Chúa thì có giải pháp của Ngài. Đây là một cái câu chuyện nói về Mary, Ma-thê và Lazarus, là một gia đình cực kỳ được Chúa yêu. Tôi nhớ ở Việt Nam, mỗi mục sư sẽ có nhiều con cái Chúa trong hội thánh, nhưng mà có những gia đình họ rất là tích cực. Phải nói là tay trái tay mặt của mục sư, họ rất là ủng hộ chức vụ của mục sư. Và như vậy thì dĩ nhiên mục sư là con người, thấy con cái Chúa sốt sắng yêu mến Chúa thì mục sư cũng rất là yêu quý những cái gia đình như vậy, phải không quý bạn chị em? Thì chúng ta cứ tưởng tượng đây là mục sư Giê-xu đang có một cái hội thánh, gia đình này là gia đình của Mary, Ma-thê, Lazarus. Mỗi lần Mary về Bethany là yên tâm, mục sư ở nhà của tụi này, yên tâm không cần phải ra ngoài khách sạn, mục sư cứ ở nhà tụi này, cơm nước tụi này lo mọi việc phục vụ, phải không? Rồi là Ma-thê bận rộn nấu nướng lo cho Chúa, Mary ngồi đó nghe lời của Chúa. Bây giờ Chúa đang đi làm
một vụ ở xa, ở nhà Lazaro bị bệnh. Chúng ta thắc mắc một cái nan đề xảy ra và nó trở nên trầm trọng và không có sự hiện diện của Chúa. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng tín hữu không có nan đề. Tin Chúa đi, mọi việc sẽ rất là tốt, Chúa sẽ ban phước cho, cái điều gì cũng là tốt lành hết, Chúa ban cho tài chánh, Chúa ban cho sức khỏe, cái gì cũng tốt hết. Có vậy không quý ông bà anh chị em? Chúa nói là các ngươi sẽ có hoạn nạn ở trong thế gian, nhưng mà Chúa cũng nói rằng ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên cái chỗ này, cái điều đầu tiên chúng ta sẽ học được là tín hữu vẫn có nan đề, nhưng mà Chúa có giải pháp cho nan đề. Không có câu hỏi nào của chúng ta mà Chúa không có câu trả lời. Chúa biết khi cái nan đề đó xảy ra. Cho nên ở đây một gia đình yêu mến Chúa, một gia đình phục vụ Chúa một cách sốt sắng, nhưng mà họ đang đối diện với một nan đề. Và khi họ chạy đến, họ kêu Chúa, họ báo cho Chúa biết, mà họ còn muốn cho chắc ăn, họ còn cài thêm một câu nữa: người Chúa yêu. Phải không? Đánh tâm lý với Chúa. Chúa, người Chúa yêu, cái ông Chúa yêu bây giờ ông bệnh rồi kìa. Phải không? Giống như mà chạy tới mà nói với mục sư, cái con bé mà mục sư thích đó, hôm nay nó bệnh, phải không? Là một cái gì? Là mình chạy tới mình thăm mấy gia đình đó, phải không? Quý ông bà anh chị em, cái thứ nhất là tín hữu có nan đề, nhưng mà Chúa có giải pháp. Chúng ta thấy là tất cả những cái nan đề ở trong đời sống chúng ta, Chúa có câu trả lời. Và hôm nay cái nan đề lớn nhất là sự chết, Chúa có câu trả lời. Nhưng mà Chúa nói ở trong đó, Chúa nói sao? Cái này là không có tới chết đâu, nhưng mà để bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc chúng ta mà nan đề gì mới tới: Chúa ơi, chết con rồi, Chúa ơi, chết con rồi, phải không? Là chúng ta kêu chết đồ sùm hết trơn. Chúa nói không có chết đâu, không có chết đâu, phải không? Công việc của Chúa sẽ được bày tỏ. Cái thứ hai là tín đồ thì có sự chờ đợi, nhưng mà Chúa thì có thời điểm của Ngài. Quý ông bà, anh chị em, cái khó nhất ở trong đức tin của chúng ta là sự chờ đợi, phải không? Chúng ta thấy Joseph chờ đợi, chúng ta thấy Môi-se chờ đợi, chúng ta thấy những con người ở trong Kinh Thánh, họ phải chờ đợi. Nhưng mà cái khó là như vậy: Chúa ơi, con nghĩ là Chúa yêu con phục vụ rất là sốt sắng mà, cầu nguyện có con, Kinh Thánh có con, dâng hiến có con, cái gì cũng có con hết. Bây giờ con kêu Chúa, mà con đâu phải đòi hỏi Chúa cái điều gì xa xôi, cái này là trong tầm tay của Chúa. Mà Chúa còn nói là Chúa yêu con, nhưng mà tại sao con chờ không thấy? Rồi đã vậy, Chúa nói là Chúa yêu con, cho nên Chúa bèn ở lại thêm 2 ngày. Cái tình yêu gì bất nhân như vậy, phải không quý vị? Nếu mà mình yêu thì mình dành thì giờ cho người mình yêu. Tôi biết có một cái quyển sách gọi là 5 ngôn ngữ tình yêu. Và trong cái quyển sách đó, người ta nói cái ngôn ngữ tình yêu có những cái ngôn ngữ là mình phục vụ, là một hình thức bày tỏ một cái ngôn ngữ tình yêu. Có thể là mình nói những cái lời tích cực, mình nói những cái lời khích lệ. Có thể là những cái touching, phải không? Những cái ôm, những cái hug. Có những người họ nhận được cái đó như là cái ngôn ngữ của tình yêu. Có người là quà cáp, có người phục vụ, có người hy sinh. Có những cái ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà có cái ngôn ngữ là chung là mình nghe người ta nói rằng nếu mà cái người bạn thật sự là cái người bạn lúc cần, a friend indeed, a friend in need, right? Nếu mà mình là cái bạn thật sự là cái lúc mình cần phải có. Chúa Giêsu, Chúa nói là Chúa yêu, mà trong lúc con đang chờ đợi mà Ngài không có đến. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, Chúa có cái thời điểm của Chúa. Tôi nói rằng tất cả những cái khó khăn của chúng ta đó là Chúa biết cái thời điểm nào là tốt nhất. Không phải là tốt nhất cho chúng ta, mà là tốt nhất cho sự vinh hiển của Chúa. Có thể là không theo ý của mình suy nghĩ, nhưng mà nó là tốt nhất cho mình trong chương trình của Chúa. Và có bao nhiêu lần quý bà anh chị em đã nhìn lại và nói: chàng ơi, lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng mà bây giờ nhìn lại tôi mới biết. Đúng không? Bây giờ tôi nhìn lại tôi mới thấy được là bàn tay của Chúa. Cho nên là chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho chúng ta để có cái đức tin, để
tin tưởng vào cái sự thời điểm. Tôi hay nói với lại vợ con là Chúa sẽ cho mình cái điều tốt nhất trong thời điểm tốt nhất, trong cái cách tốt nhất. Mình không hiểu bằng cách nào và khi nào, nhưng mà mình tin là Chúa biết cái thời điểm nào là tốt nhất cho mình. Cái điều thứ ba tôi muốn nói là tín đồ thì có kế hoạch, nhưng mà Chúa thì có mục đích của Ngài. Cả Mary và Ma-thê chạy ra nói với Chúa như sao? Chúa ơi, nếu mà có Chúa ở đây thì anh tôi không chết. Thực ra trong đầu của họ đó là họ đang có cái kế hoạch đó là Chúa là đấng chữa lành. Chúa là đấng chữa lành, cho nên nếu mà Chúa có ở đây, Chúa chữa lành cho anh tôi khi mà anh tôi bệnh thì anh tôi đã không chết. Đó là cái kế hoạch của Mary và Ma-thê. Nhưng mà họ chưa có cái đức tin, họ chưa có cái khả năng để tin vào là Chúa có thể kêu một người chết sống lại. Cái đức tin của họ chỉ dừng lại ở cái chỗ là Chúa là đấng chữa lành mà thôi. Nhưng mà Chúa thì có cái mục đích của Ngài. Quý ông bà anh chị em, tôi học được điều này và tôi có chia sẻ với hội thánh rồi, mà tôi thấy rất là phước hạnh là thật sự có nhiều lúc Chúa đi chậm nhưng mà Chúa không có đi trễ. Chúa lúc nào cũng đúng giờ. Nếu mà Chúa đến lúc mà họ kêu và Chúa đến liền với lại Lazarus thì cả gia đình sẽ kinh nghiệm được Chúa là đấng chữa lành. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, Lazarus sau đó có chết không? Chết chứ, ổng sống lại rồi ổng sẽ chết đúng không? Tức là Chúa cứu ổng sống lại lúc đó, nhưng mà cuối đời ổng cũng sẽ chết. Bây giờ chúng ta theo Chúa, chúng ta nói xin Chúa chữa lành cho con bệnh này bệnh kia, nhưng mà cuối cùng chúng ta có chết không? Chúng ta vẫn chết. Cho nên là kinh nghiệm được Chúa là đấng chữa lành là một cái điều rất là tốt. Nhưng mà Chúa cố tình đến trễ, sai đi cái kế hoạch của chúng ta, nhưng mà để bày tỏ cái mục đích của Chúa. Là Chúa nói, Lazarus, ta yêu con, ta ở lại thêm 2 ngày để cho con trải nghiệm được ta là đấng kêu kẻ chết sống lại. Quý ông bà anh chị em, cái nào sướng hơn? Cái nào tốt hơn? Kinh nghiệm Chúa là đấng chữa lành bữa nay, rồi ngày mai mình sẽ bệnh, rồi cuối mình cũng sẽ chết. Còn bây giờ Chúa nói là không, ta không giải quyết cái nan đề ở trong đời này, mà ta giải quyết cho con cái nan đề ở trong đời đời. Ta báo cho con biết con chết, ta kêu con sống lại được. Quý ông bà anh chị em, có nhiều lúc chúng ta theo Chúa và chúng ta lên những cái kế hoạch, chúng ta có những cái kỳ vọng ở nơi Chúa. Chúa là đấng ban cho. Cho nên chúng ta vào trong nhà thờ, Chúa ơi ban cho con cái này, ban cho con cái kia, Chúa chu cấp cho con. Rồi chúng ta bắt đầu nghĩ tới, Chúa là đấng chữa lành, Chúa ơi Chúa chữa lành cho con, Chúa chữa lành cho con. Nhưng mà cái cốt lõi của đời sống cơ đốc á, là chết để sống. Chúa muốn chúng ta phải đóng đinh với Chúa ở trên thập tự giá. Mà chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà đấng Christ sống trong chúng ta. Cho nên là cái trải nghiệm mà chúng ta không muốn nghĩ tới, chúng ta không muốn đi vào cái kế hoạch đó, đó là kế hoạch đi chết. Nhưng mà không có cái kế hoạch để đi vào cái chỗ chết thì sẽ không có sự sống lại. Tại vì người ta đã gọi là sống lại, tức là phải chết rồi mới sống lại, mà không có chết lấy gì sống lại. Nhưng mà con cái Chúa thì thích là muốn được sống lại, nhưng mà đi chết thì không đi. Hả? Cho nên là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta đau đớn, có nhiều lúc chúng ta trách móc Chúa, có nhiều lúc Chúa nói, Chúa ơi, Chúa ở đâu mà để con như vậy? Chúa để con vào đường cùng của kinh tế, Chúa để con đường cùng vào sức khỏe, Chúa để cho gia đình con không có lối thoát. Nhưng mà Chúa nói là ta đang giúp con đi chết. Con phải chết cái sự nỗ lực của cá nhân, con phải chết cái tôi, con phải chết cái kế hoạch riêng của con phải chết cái suy nghĩ riêng của con. Thì tận cùng của con sẽ là khởi đầu của ta. Cái chết của con sẽ là sự sống của ta. Cho nên đó là tín đồ thì có cái kế hoạch, nhưng mà Chúa có cái mục đích. Chúa đến trễ. Phải không? Chúa đến chậm hơn nhưng không có trễ. Là tại vì Chúa nói với Lazarus rằng ta không muốn con chỉ biết ta là đấng chữa lành, nhưng mà ta muốn con kinh nghiệm Chúa là đấng sống lại. Có thể là đó là cái lời mà Chúa nói với mỗi ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Chúa nói là ta không phải chỉ muốn con kinh nghiệm là ta chữa lành, ta ban phước cho con, nhưng mà kinh nghiệm được rằng những cái gì mà người ta nói là chết, ta có thể làm sống lại. Những cái chỗ nào mà con cảm thấy là không còn hy vọng, ta có thể làm cho nó sống lại.
Nếu mà con thấy rằng sức khỏe của con không còn hy vọng, bác sĩ đã cho biết là coi như là những ngày cuối cùng rồi. Nếu con tin thì con sẽ thấy được sự vinh hiển, ta có thể làm cho nó sống lại. Nếu mà con cảm thấy rằng tài chánh của con đi tới chỗ kiệt quệ, ta có thể làm cho nó sống lại. Hôn nhân của con đi tới chỗ là cùng đường, ta có thể mở những con đường mới. Và Chúa muốn chúng ta có cái trải nghiệm đó. Trải nghiệm được rằng thấy rằng Chúa thật sự sống ở trong cuộc đời của chúng ta. Thường là chúng ta nói về phục sinh, chúng ta thường hay nói rằng sự chết rồi sự sống lại của cơ thể, rồi ngày cuối chúng ta được lên để gặp Chúa. Nhưng mà làm sao chúng ta kinh nghiệm được sự sống của Chúa ngay trong đời này? Tức là chúng ta cũng cảm nhận được rằng có bao nhiêu lần chúng ta coi như đã chết, đã chôn mà Chúa kêu chúng ta sống lại được. Và cái người mà đã từ cái chỗ chết sống lại, người đó nguy hiểm lắm quý ông bà anh chị em. Nguy hiểm cho quyền lực tối tăm. Là bởi vì chúng ta không có sợ nữa. Thật sự là chúng ta không sợ nữa. Tín hữu thì có nan đề, nhưng mà Chúa thì có giải pháp. Tín hữu có sự chờ đợi, nhưng mà Chúa có cái thời điểm của Ngài. Tín hữu có những cái kế hoạch, nhưng mà Chúa thì hoàn tất cái mục đích của Chúa. Và mục đích của Chúa là Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được sự sống lại của Ngài ở trong cuộc đời của chúng ta. Nếu mà Chúa nói với Lazarơ, ta yêu con, cho nên ta đến trễ, thì như vậy là cái việc mà Chúa làm khi Chúa đến trễ, nó phải ngon lành và hấp dẫn hơn khi mà Chúa đến sớm thì mới gọi là yêu chứ. Phải không? Ví dụ giờ nói là ba cho con cái phone iPhone 11. Cái nói chờ đi. Phải không? Cái xong rồi mình chờ. Thì mình chờ tới hồi mình được cái iPhone 13 thì mình mới thấy là như vậy là ổng thương mình, cho nên ổng chờ để ổng cho mình cái iPhone 13. Cái iPhone 13 nó phải tốt hơn cái iPhone 11. Phải không? Thì mình phải suy nghĩ rằng rõ ràng là Chúa muốn nói rằng cái kinh nghiệm sống lại là cái kinh nghiệm nó tốt hơn cái kinh nghiệm chữa lành. Tại vì chữa lành là chỉ là đụng tới thân xác của mình. Bữa nay mình được lành, nhưng mà rồi mình sẽ đối diện với sự chết. Còn nếu mà mình đã vào trong cái chỗ chết, mình đã hôi thối mà mình sống lại được, thì chắc chắn là cái kinh nghiệm đó nó giúp cho mình đời này và giúp cho mình trong cõi đời đời. Amen quý bà anh chị em. Cái cuối cùng là tín đồ có thể từ chối, nhưng mà Chúa vẫn muốn cộng tác với chúng ta. Tôi thích cái cách của Chúa. Chúa có thể làm được mọi sự. Chúng ta không nghi ngờ, đúng không? Chúa có thể làm được mọi sự. Nhưng mà Chúa chọn không làm mọi sự. Nhưng mà Chúa cho chúng ta được cộng tác với Ngài. Và đây là cái điều mà tôi rất là thích. Cái điểm cuối cùng này, bởi vì nó đụng chạm tới cuộc đời của tôi. Tôi nói cái bài giảng này là cái bài giảng cuộc đời của tôi. Và cái bài giảng này Chúa đã dùng một cách rất là đặc biệt trên đời sống của tôi và những người nghe cái bài giảng này. Có ba điều ở trong đây á, Chúa không chịu làm. Làm cho tôi rất là bực. Chúa làm luôn đi. Phải không? Cái thứ nhất á, là Chúa hỏi, chôn đâu vậy? Gì vậy? Gì mà Chúa không biết, Chúa là đấng biết hết tất cả mọi sự mà còn phải hỏi nữa. Phải không? Nhưng mà Chúa hỏi là chôn ở đâu vậy? Quý ông bà anh chị em, có những cái điều, có những vấn đề mình không muốn bàn tới nữa. Mỗi lần ai nói tới mình nói, đừng nói tới chuyện đó nữa. Ôi đừng có nói tới ông chồng bà vợ tôi nữa. Đừng có nói tới thằng con đó nữa. Đừng có nói tới cái công việc đó nữa. Đừng có nói tới sức khỏe của tôi. Có những cái chỗ mà chúng ta chấp nhận chôn nó rồi. Và chúng ta không còn hy vọng, chúng ta không muốn bàn tới nữa. Chúng ta nói thôi, đừng có bưới cái đó lên nữa. Nó hôi thối lắm rồi, để yên nó đi. Nhưng mà Chúa biết chứ. Nhưng mà Chúa hỏi. Chúa hỏi. Cũng giống như người bại vậy, Chúa hỏi có muốn lành không vậy? Hay là mày bại riết, mày muốn mày liệt luôn, mày hết muốn lành rồi. Phải không? Chúa hỏi chi, chôn chỗ nào vậy? Ngươi đã sa ngã từ chỗ nào vậy? Ngươi đã thất vọng từ chỗ nào vậy? Từ cái chỗ nào? Cái chỗ mà chết chóc, cái chỗ mà chôn ở chỗ nào? Chúa muốn miệng mình phải nói ra. Chúa muốn là mình phải tin Chúa đủ để nói cái nan đề, nói cái sự chết chóc, nói cái sự khốn khổ của mình ra cho Chúa. Tự miệng mình phải nói ra. Có nhiều người nói cầu nguyện làm gì? Chúa nói là mọi việc Chúa biết hết rồi, cầu nguyện làm gì nữa? Phải không? Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải nói ra.
Cho nên quý bà anh chị em, Chúa có thể, Chúa là đấng có thể, Ngài có thể giải quyết được tất cả những nan đề của chúng ta đó. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta có tin rằng Ngài có thể hay không? Hay là chúng ta muốn chôn vùi nó và không muốn đề cập tới? Chúa đang hỏi, hiện giờ có phải là có những cái nan đề, có những cái nỗi đau, có những con người nào đó mà quý bà anh chị em muốn quên đi không? Sáng hôm nay Chúa hỏi á, Chúa hỏi cái người đó đâu rồi? Cái vấn đề đó nó bắt đầu từ chỗ nào? Khơi nó dậy, ta muốn cứu sống lại. Cái thứ hai mà Chúa không làm, đó là lăn hòn đá. Người này chết đã chôn. Chúa kêu, hey, có ai lăn hòn đá không? Thì người ở trong nhà nói rằng, có mùi rồi. Có mùi rồi. Chết 4 ngày rồi. Có khoa học, có sự hiểu biết về khoa học thì biết. Nếu mà có đi học thì biết. Sống tự nhiên cũng biết. Chết 4 ngày là không còn cái cách nào để cứu được nữa. Cho nên còn lăn ra làm cái gì? Để cho mùi hôi thối bên trong nó ra, rồi nó làm mất vệ sinh, nó ảnh hưởng tới mình. Lăn ra làm cái gì? Quý bà anh chị em có khi nào mình ở trong cái tình cảnh đó, người ta nói thôi đừng có nói chuyện tới cái người đó, đừng có nói chuyện tới công việc làm của người đó, đừng nói chuyện tới sức khỏe của người đó, đừng nói chuyện tới hôn nhân của người đó, đừng nói chuyện tới con cái của người đó. Hôi thối lắm. Không còn hy vọng gì được nữa đâu. Chúa kêu lăn hòn đá. Chúng ta không có nghe ai nói là dạ con lăn. Mà chúng ta chỉ nghe những cái biện minh là không nên lăn. Cái điều này rất là thông thường với ngoài chị em. Chúa kêu mình làm cái gì là mình đưa ra 5 lý do không nên làm. Chứ ít khi nào mà mình chịu mà say yes liền với Chúa, phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa. Có một người hay là có vài người gì không biết, không có tên, không có đề cập, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng hòn đá đã được lăn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là có những người chịu cộng tác với Chúa. Họ có quyền từ chối, họ có quyền nói không, nhưng mà họ sẵn sàng vào để lăn hòn đá. Và đối với tôi là cái người này là cái người thứ nhất là phải có niềm tin nơi Chúa, và thứ hai là phải có tình yêu với Lazaro. Là tại vì mình yêu cái người đó quá, cho nên dù là còn có một chút hy vọng, giống như còn nước là còn tát, phải không? Quý bà anh chị em, con mình thử mà nó nằm nó chờ chết coi. Mình chạy hết bác sĩ Tây y, Đông y, Nam y gì, cái chỗ nào mình có được là có. Rồi tới người ta, nếu mà kêu bà đến rồi, hãy kêu Chúa Giê-xu đi. Họ sẽ kêu. Là tại vì họ thương cái người thân của mình. Cho nên là bằng mọi giá mình sẽ làm, phải không? Cho nên cái người lăn này là cái người phải có cái tình thương với Lazaro. Và cái người lăn này là cái người phải có đức tin. Chứ còn nếu như mà lăn ra mà nghĩ ổng là không được đâu, lăn ra làm chi, phải không? Cho nên nó phải có hai cái yếu tố đó. Và ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời đang cần những con người đó. Chúng ta ai cũng có một cái chỗ chết chóc hết trơn, không có ai trọn vẹn hết trơn. Có người phải đối diện với những cái khó khăn ở trong thể chất của mình, trong sức khỏe của mình. Có người phải đối diện ở trong tình cảm của mình, ở trong hôn nhân của mình, ở trong con cái của mình, trong tài chánh của mình. Sẽ có một cái chỗ mà mình cảm thấy chết. Có những cái chỗ mà mình cảm thấy những thói hư tật xấu. Mình đã hứa với Chúa là con không bao giờ làm nữa mà chúng ta vẫn làm. Và có những điều chúng ta nói là Chúa ơi con sẽ làm, rồi mình không làm. Chúng ta vẫn có những cái chỗ chết chóc, có thể là ở trong tư tưởng, ở trong đời sống, trong tâm linh, trong tài chánh, nhiều góc độ của mình. Và trong cái chỗ đó, chúng ta muốn người ta đi ngang bịt mũi, hay người chúng ta muốn người ta đi ngang phủ lăn hòn đá ra. Chúa ở ngay đó, Chúa là đấng có quyền. Sự cản trở duy nhất là cái hòn đá đó. Và Chúa cần lăn cái hòn đá đó đi. Tôi học được cái điều này nè quý ông bà anh chị em. Để ý ở trong Kinh Thánh khi mà nói tới đá đó, là hay nói tới luật pháp. Tại vì 10 điều răn được viết ở trên bảng đá. Cho nên đó là rất có thể là cái hòn đá mà ngăn trở chúng ta nhận được cái quyền năng biến đổi của Chúa. Đó là những cái
đòi hỏi đó là những cái luật pháp, mà luật pháp là đè nặng ở trên chúng ta, những cái mặc cảm đè nặng ở trên chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được lẽ thật của Chúa, chúng ta có được sự khích lệ của anh em, thay vì chúng ta chạy bỏ nhà thờ, thay vì chúng ta chạy bỏ Chúa, anh em khích lệ mình để mình đến với nhà thờ, lăn đi những cái hòn đá đó để gặp gỡ được Chúa, để Chúa có thể bước vào để kêu tên của mình và mình có thể bước ra được. Cái điều thứ ba mà Chúa không chịu làm, chúng ta có thể từ chối, nhưng mà Ngài muốn chúng ta cộng tác, đó là Chúa kêu cắt vải liệm. Lazarus đi ra, Chúa nói cắt vải liệm và để cho người đi. Tôi học cái chỗ này, mỗi lần đọc thấy những cái ý khác nhau. Tiếng Việt mình có cái chữ gọi là sống động. Nhưng mà có những người sống mà không có động, sống như thực vật. Có không quý vị? Có, không nỡ chôn tại vì còn sống, nhưng mà không có động. Tức là bây giờ bước ra thì ra rồi đó, ra khỏi phần mộ rồi đó, nhưng mà tay chân vẫn còn trói, không có động được, không có hoạt động được. Có nhiều con cái Chúa đã trở thành con cái của Chúa rồi, nhưng mà mình ngồi với họ y như ngồi đám tang vậy. Họ nói toàn là chuyện thê lương, họ nói toàn là chuyện tiêu cực, họ than còn hơn là mấy người bán than nữa. Mình ngồi mình chịu không nổi. Mình thấy là họ ngồi đó mà vải liệm quấn không biết bao nhiêu lớp. Hãy nói lời sự sống, hãy cùng nhau cắt những cái vải tang đó ra, cho họ thấy là Chúa là đấng hành động, Chúa là đấng sống, Chúa là đang làm việc ở trong cuộc đời của chúng ta. Không có nan đề nào mà Chúa không giải quyết được. Hãy cùng nhau cắt những cái vải liệm đó, để cho cái người đó sống và động, để có thể đi ra, để có thể làm việc, để Lazarus có thể đi ra và mọi người khác thấy và ngợi khen Chúa và nói đây là, đây là công việc của Đức Chúa Trời. Sẽ có những điều xảy ra trong đời sống của ông bà anh chị em mà người ta nhìn là nói cái này chỉ có Chúa đó cô Hải, cái này chỉ có Chúa thôi. Amen. Cái điều đó là cái điều mà Chúa muốn người ta nói trong cuộc đời của mình. Bây giờ nãy cô Trang có nói làm chứng, nói là chúng ta đi đâu cũng phải nói về Chúa. Tôi biết nhiều con cái Chúa không dám nói về Chúa. Lý do là tại sao biết không? Thấy mình không có trọn vẹn. Thấy không? Mình đâu phải người đạo đức trọn vẹn đâu. Thấy tài chánh mình đâu trọn vẹn đâu. Công việc mình đâu có trọn vẹn đâu. Hôn nhân mình đâu có trọn vẹn đâu. Mà mình đi mình nói Chúa cho ai? Quý ông bà anh chị em, chúng ta nói về Chúa không phải vì chúng ta trọn vẹn, nhưng vì Chúa là đấng bước vào cái sự không trọn vẹn của chúng ta để cứu chúng ta. Cho nên là tôi đã từng đặt những cái câu hỏi đó cho mình. Mình có thể nói về Chúa được hay không? Khi bản thân mình cảm thấy là mình nhơ nhớp. Cho tới khi tôi coi cái quảng cáo bột giặt ở trên TV á quý vị. Có khi nào quảng cáo bột giặt trong TV mà mua cái áo mới mua trong mò đem ra để thử không? Nói áo này mới mua này kéo lên sạch quá, có không? Như vậy thì đâu có nói được cái sức mạnh của bột giặt. Muốn nói được sức mạnh của bột giặt hả? Thằng bé hai đứa chơi đá banh rồi kia vô cái mềm, mẹ áo con dơ, không so, nhúng vô kéo lên sạch liền. Cái sức mạnh của cái bột giặt nó được trả lời bằng cái sức dơ của cái áo. Chúng ta muốn nói lên cái quyền năng biến đổi, tình yêu, sự sống của Chúa ở trong cái sự nhớ nhớp của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta nói là khi chúng ta được trọn vẹn. Nếu quý vị nói là chúng ta giàu có, chúng ta nói với người khác về Chúa, người đạo khác họ giàu hơn mình. Nếu chúng ta nói là chúng ta đạo đức, có những người đạo đức hơn mình. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng tất cả chúng ta đều là những cái áo nhớp và đều phải đối diện với sự chết. Nhưng mà chỉ có Chúa của chúng ta là đấng duy nhất có thể đắc thắng được sự chết và ban cho chúng ta sự sống. Cho nên quý ông bà anh chị em, cắt vải liệm. Nhưng mà còn thêm một cái câu nữa là sao? Chúa nói là cắt vải liệm và để cho người đi. Trong bản tiếng Mỹ nó rất là rõ, let him go. Tôi thấy cái chỗ này cũng là cái khó của hội thánh nè, là cắt vải liệm xong rồi không cho người ta đi. Tôi gặp rồi, chàng ơi cái ông đó, hồi đó hội thánh tôi bảo trợ đó, rồi bây giờ cái là có lông có cánh rồi cái đi hội thánh khác, không đi không ở hội thánh của tôi. Cái bà đó hồi đó tôi dạy thi quốc tịch đó chứ đâu, rồi bây giờ cái bỏ nhà thờ tôi đi. Phải có những lúc người ta gặp khó khăn, người ta có vải liệm cái mình cắt xong cái mình trói lại. Mình nói là
tôi giúp phải ở trong nhà thờ tôi. Phải không? Mà có nhiều con cái Chúa cũng vậy á. Họ ở trong nhà thờ họ chịu đựng, nhưng mà tại vì cái ân nghĩa họ phải ráng ở trong nhà thờ. Quý ông bà anh chị em phải mạnh dạn, let him go, cho họ đi để họ được sống động và họ làm công việc theo ơn của họ, theo sự kêu gọi của họ để làm cho vinh hiển về vương quốc của Chúa, chứ không phải là trói họ trong nhà của mình. Cho nên là đã cắt được vải liệm thì hãy cho họ được tự do để hầu vị Chúa, để thờ phượng Chúa trong cái cách của họ. Có nhiều người đem vào trong nhà thờ, họ tin Chúa, họ được thay đổi, họ vui mừng, họ nhảy múa, họ ca ngợi. Ê, trong nhà thờ này không có nhảy nha, trong nhà thờ này không có vỗ tay. Mình vừa mới cắt giải liệm xong mình trói lại, đứng cho nghiêm nha, thờ phượng Chúa. Quý ông bà anh chị em, chúng ta vẫn có năng đề, Chúa không có miễn trừ, nhưng mà Chúa có cái giải pháp cho chúng ta. Chúng ta đang có những điều chúng ta trông mong nơi Chúa, chúng ta đang chờ đợi, nhưng mà phải tin là Chúa có thời điểm của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có những cái kế hoạch trong đời sống của mình, nhưng mà phải tin Chúa cho theo mục đích của Chúa, chứ không phải là theo cái suy nghĩ của chúng ta. Mà mục đích của Chúa bao giờ cũng tốt lành hơn, để đem tới cái sự vinh hiển, và nó đem cho chúng ta một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm với Chúa ở một cái mức độ cao hơn. Và tín đồ chúng ta có thể từ chối đó, Chúa có thể làm một mình, nhưng mà Ngài vẫn muốn chúng ta cộng tác với Ngài. Cho nên hãy chỉ cho Chúa chúng ta đã chôn cái sự chết của chúng ta ở chỗ nào, và hãy cùng nhau lăn hòn đá. Tôi nói rất nhiều lần trong hội thánh, mình ném đá thì giỏi mà lăn đá thì chậm. Lôi người đàn bà đó ra, ném đá nó đi Chúa, ném đá cho nó chết. Phải không? Ném đá thì hăng lắm, giác đá rồi kia cầm rồi sung lắm. Mà tới hồi Chúa kêu lăn hòn đá, thôi nó thúi rồi, đừng có lăn. Phải không? Chúa kêu hãy lăn hòn đá và hãy cắt vải liệm. Và khi đã cắt vải liệm, họ được sống động, hãy để cho họ đi. Cho nên nguyện Chúa ngày giúp cho chúng ta, để chúng ta thấy được sự sống lại của Lazarơ và có một cái niềm tin, một sự vui mừng, vì Chúa cũng sẽ làm sống lại những gì chết ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta không có sợ sự chết ở trong đời này, vì những kẻ tin nơi Chúa, chúng ta còn sống, mà Chúa trở lại thì chúng ta không chết. Nếu chúng ta đã chết trước khi Chúa trở lại thì chúng ta sẽ được sống lại. Amen. Amen. Chúa của chúng ta đã chiến thắng sự chết, và Chúa đã tỏ uy quyền của Ngài ngay khi Ngài sống trên đất. Thì chúng ta cũng thấy được, và chúng ta có hy vọng, và chúng ta sống với hy vọng là Chúa sẽ trở lại, và Chúa sẽ làm nhiều quyền phép trên chúng ta và trên cõi đời này, trên trái đất này. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là hãy rao báo tin mừng của Ngài, cùng đứng lên để chúng ta cao rao sự sống lại của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài. Vì Giê-xu đã sống, chúng ta cũng sẽ được sống trong đức tin của Chúa. Giê-xu sống, mỗi bước đi với hy vọng, bóng đen xa dần, lòng luôn vững tin. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. And empty grave is there to prove my Savior is. Because he lived,
tôi đi. Xin mời mục sư Trường lên cầu nguyện bế lễ. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha giáo của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống và Ngài đã đắc thắng sự chết và Ngài ban cho chúng con lời hứa của sự sống đời đời. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa cho chúng con có niềm tin về sự sống đời đời. Nhưng chúng con cũng có niềm tin về sự sống. Ngài sẽ vực dậy từ những nơi chết chóc, những khó khăn ở trong thời hiện tại, ở trong cuộc sống của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết rằng Ngài có mục đích của Ngài, Ngài có thời điểm của Ngài, và Ngài luôn có giải pháp cho những nan đề của chúng con. Ngài muốn chúng con đến với Ngài, Ngài muốn chúng con nói cho Ngài biết những nan đề của chúng con. Ngài muốn chúng con cộng tác với Ngài, để lăn đi những cái trở lực, những sự rào cản, để rồi mọi anh em chúng con có thể bước vào được sự sống của Chúa. Chúa ơi, xin hãy cắt vải liệm ra khỏi chúng con, hãy đem những sự tang thương ra khỏi chúng con, những sầu não ra khỏi chúng con, cho chúng con có sự bình an, có sự vui mừng, vì vui mừng là sức lực của chúng con ở trong Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Amen. Xin Chúa cùng với tất cả các anh chị em và xin gặp nhau tuần sau cũng vào giờ này 10 giờ sáng ở đây và là 12 giờ đêm ở Việt Nam. Amen. Lễ chung.